Mình ở bên Mỹ về được 4 tuần rồi. Thì còn một tuần nay á, là do mời đi ăn nhiều quá, thành ra ăn cái gì nó cũng không có tiêu hết á. Ăn xong rồi nó cứ sình cái bụng lên, tối ngủ nó cứ đau, mà nó bị trúng gió giống như nó bị nhức mỏi. Nhưng mà cái chính á, là muốn về đây là chữa cái chân nó bị tê lòng bàn chân, lạnh cái chân, cho nên có đi lên ngay chỗ trên thầy Dương Quang Châu thì xin thầy là chữa cái lòng bàn chân. Thì thầy nói cô Yến là thôi đưa trước hai cái cục đá về đi, đợi ngày mai tới chữa chân. Rồi tối về là có ngâm hai cái cục đá có chua trong lòng, xong rồi đắp nó lên theo đúng như hướng dẫn. Thì đúng là cái cảm giác nó giống như là sau cỡ chục khoảng nửa tiếng thì bắt đầu cái ruột nó nóng lên, nó sôi cái ruột lên. Thế là mình bị giống như là cái dạng mà ngộ độc tiêu chảy, đi ra đi tiêu chảy ở ngoài và luôn là đi ói luôn. Sau đó vô nằm đắp tiếp, thì khi mà mình đi ra mình đi thì mình đưa cái cục đá nó qua trong xã của mình, nó thành đắp giùm đi. Thế là ảnh cũng đắp luôn, mà ảnh cũng mấy ngày nay là ảnh đang có bụng, ảnh cũng không có tiêu, cứ phải uống thuốc tiêu hạ hoài vậy. Uống cái cục mà đen đen á, carbonate. Xong rồi cái vô của mình đắp tiếp, thì nguyên cái đêm đó là mình cũng đi hai lần. Nhưng mà cái cảm giác ngày hôm nay đúng là giống như cơ thể mình đã được giải độc vậy đó. Ngày hôm nay ăn nó không có cái cảm giác, tức là khi mà đau mấy ngày nay nó giống như nó bị tích hơi ở ngay chỗ này, cho nên nó đau một cái điểm ở chỗ này. Nhưng mà đắp đá sau thử một ngày, sau khi mà giải độc xong rồi thì có bụng nó không có còn đau tích cái điểm ngay chỗ này. Mà hồi sáng giờ ông xã mình không nói, mình mới để ý là anh Minh anh nói là em hình như đắp đá nó đúng á, anh cũng cảm thấy như cái bụng của anh nó không có còn đau nữa. Và thành ra ngày hôm nay mình lại mua thêm một cái cặp đá để về bên đó mình xài. Hỏi người này là rõ nhất này, người này là anh có phát biểu gì không anh Minh? Là thấy tốt lắm đó cô. À, cũng đắp ké bà xã nó chừng 20 phút thôi. À, nhưng mà cái cảm giác tối ngủ thì ngủ thẳng giấc tới sáng luôn. Và ngày hôm sau không còn cảm giác như đầy hơi như cái bụng nữa, nhưng mà sáng ăn bình thường. Mà trong mà trước đó là uống thuốc rồi cũng đủ cách là cạo gió này kia, nhưng cũng không khỏi. Tại vì tiếp tục nhậu tiếp được rồi ha. Tại vì đi về cái xong cái mời người này mời ăn, ăn xong chưa tiêu cái rồi tới cứ ăn tiếp rồi chưa tiêu, cái bụng lúc nào nó cũng lình bình hết đó. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay cái bụng nó giống như nó được giải độc vậy đó. Hốt đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.